bút mực ấy là bút mực. Anh vẽ gì trên mặt em vậy? Anh xin lỗi nha, anh không để ý đến quạt nhà mất tiêu rồi. Xin lỗi mà sao mà giờ phải làm sao đây? Em ghét anh, em ghét anh, em ghét. Thôi, anh sai, anh sửa là được mà đúng không? Eo, anh vẽ ai mà đẹp quá vậy? Xíu chút nữa là đẹp bằng em luôn á. Nãy hình như em hơi lớn tiếng với anh. Ai cũng từng mắc sai lầm hết em à. Nhưng quan trọng là chúng ta cho nhau cơ hội để sửa sai. Đó mới là một tình yêu đích thực. Dạ, em biết rồi. Ai hi hi.